Vâng, xin chào tất cả anh chị và cô bác nha. Lời nói đầu tiên, Thành chúc anh em mình an lành, nhiều sức khỏe. Trước mặt anh em mình là MC đến từ thương hiệu nước Mỹ, số tự động XLS. Đấy, số tự động máy 2.3 nha anh chị. Dòng này chạy siêu bền bỉ luôn. Chất xe đẹp tuyệt vời. Lâu lắm em mua được Escape đẹp thế này anh chị nha. Nếu anh em nào mà được đó theo dõi kênh em, anh em biết ngày trước em bán một xe Escape xấu hơn xe này, ghế nó bị nhăn hết trơn rồi. Màu xám bạc mà em bán tới 380 triệu. Xe 2012 ha, còn em này 2011, chung một phơm luôn. Đời đầu 2011 là phơm cũ nha anh chị, cuối 2011 phơm mới nha, phơm nó dài đến 2014-15 luôn anh chị nha. Escape XLS nè, chất xe đẹp, tem bọng nhãn mát rin hết, đầu đèn, trái đèn rin hết nha anh chị nha. Cảm biến ghe, 4 mâm, 4 vỏ đẹp. Bây giờ em sẽ làm một clip em lái thử cho anh em mình xem xe này. Một tí xíu chiều nay em rửa xong em sẽ lên chi tiết cho anh em mình xem ha. Bây giờ em sẽ lái thử xe này cho anh em mình xem. Số tự động nha anh chị, chạy sướng ngàn chân lắm. Em bán 315 triệu. Giá này là bao tốt cho anh chị ha. Bao xài nha anh chị. Xe này bán bao xài luôn ha. Túp lô túp ly nỉ nè. Đẹp không? Nguyên nhà ghế nỉ zin theo xe luôn nè. Những cái vô lăng anh em ăn tiền cho vô lăng này. Dòng Escape này chạy siêu sướng. Còn số dưới anh chị ha. Đời mới còn số dưới, đời cũ còn số trên. Hai chìa theo xe luôn nha anh chị ha. Hai chìa. Xe nha. Máy lạnh thì cái gió nó quạt nó mình lạnh thì cái quạt đi mình bay đi luôn á. Giảm lên tí nào. Chỗ này giảm cái nào ta? Cái này hả? À nó giảm lại. Màn hình ve đầy đủ luôn, màn hình hành trình đó nè anh chị. Trần nỉ riêng theo xe ha. Đó, vô lăng quá mới luôn anh chị, nhìn vô lăng anh em đi tiền đi ăn tiền liền không? À. Chạy rất là mạnh nha anh chị. Ô, chạy ghê vậy. Chạy mạnh mà đầm nữa anh chị. Đã hay chứ. Chở lướt khi nhảy heo. Rồi ok, bây giờ nè, em nói với anh em mình luôn, không cần nói nhiều. Anh em mình đến đây lái thử xe này, rồi hãy tính tiền. Anh em mình mua một chiếc xe, anh em đừng nhìn vào giá tiền. Nếu mà là dân chơi xe, mình là dân hiểu xe, mình đừng bao giờ mình suy nghĩ chiếc xe giá đó sao cao quá, chiếc xe đó sao rẻ quá. Nhưng mà anh em phải đến chỗ anh em xem xe đi, rồi anh em mình hãy kết luận là rẻ hay là mắc, hay là xe không cao hay là xe không thấp. Anh chị ha, mình mua chiếc ô tô mình đã bỏ số tiền hàng trăm triệu đó, trên lệch 10 triệu 20 30 không là vấn đề. Vấn đề quan trọng là chiếc xe phải chạy phải ngon, máy gầm phải chuẩn, giấy tờ phải nghiêm chỉnh, đừng có ham rẻ. Cái gì cũng vậy, của rẻ là của hôi đó, đồng tiền là đi đôi với chất lượng, anh em phải nên nhớ đều ha. Và anh em mình nói thật với anh em mình luôn, chiếc xe này quá sướng anh chị. Ford kép dòng xe đã của Mỹ rồi mà chạy lại sướng nữa. Máy 2.3 tự động thì xe này tiêu hai nhiên liệu trong cây khoảng 10 lít nha anh chị nha. Túi khí nè, túp lô túp ly nè, quá đẹp luôn. Hàng này, xe này dạng súp, súp 5 chỗ gầm cao anh chị ha. Chạy quá sướng luôn anh chị, chạy mạnh ghê luôn nha. Chiếc này là chạy bằng chiếc Pajero em luôn á. Bằng chiếc Pajero máy dầu luôn á anh chị. Chỗ chạy đã hay chứ. Có cái đầm luôn á anh chị. Vừa đầm vừa sướng mà vừa an toàn nữa. Khung gầm chắc chắn, anh em mình tha hồ về chạy rất là an toàn cho gia đình và người thân mình ha anh chị ha. Đó. Nhìn quan sòn túp lô túp ly nè. Dòng này đúng chất xe gia đình, không có taxi, không có dịch vụ nha. Chạy đúng Odo 109.000. Bao anh em xài, bao anh em dẫn thợ theo câu nha. Và xe này là bao không lỗi luôn. À. Đã bao thì bao cho chốt anh chị ha. Bảo hành máy cho anh em mình chạy vô tư luôn. Ồ, chạy rất là đã luôn nè anh chị. Quá sướng anh chị ơi. Đạp nhiều ăn nhiều luôn á. Cỡ chiếc bán tải trước là phải hư khấu chiếc xe kép này. Thật sự luôn. Rồi, anh em nào thấy thích xe này thì liên hệ ngay cho em Thịnh mình qua số là 0834333371. Địa chỉ cửa hàng em thì rất là dễ tìm, anh em cứ lên Google gõ Thịnh Bến Tre đi theo vị trí. Còn anh em nào có nhu cầu muốn tư vấn thêm thì liên hệ cho nhân viên em là 0866678971 để được tư vấn thêm nha anh chị nha. Hỗ trợ trao đổi giao lưu đến bà con nha. Ok, em cảm ơn chị em bà con mình nhiều nha.